Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm trọng điểm với quan điểm chỉ đạo điều hành giao nhiệm vụ rõ ràng cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi, đồng thời thường xuyên đôn đốc đánh giá, kiểm tra giám sát, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy. Cuối năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt những kết quả khả quan trên các lĩnh vực, trong đó có 15 trên 20 chỉ tiêu chủ yếu kinh tế xã hội hoàn thành đạt và vượt theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, 5 chỉ tiêu gần đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6% so với cùng kỳ, đứng thứ tư trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh ở cả 3 khu vực, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng hơn 15,6% và khu vực dịch vụ tăng 13,48% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 41,62%, công nghiệp xây dựng chiếm 19,31% và dịch vụ chiếm trên 34% trong GRDP. Tổng sản phẩm GRDP bình quân ước đạt hơn 60,5 triệu đồng một người một năm. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế xã hội tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 17,12% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 65.387 tỷ đồng, tăng 19,68% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.212 tỷ đồng, tăng hơn 12,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 853 triệu đô la Mỹ, tăng 9,92% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 3.250 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ. Về giáo dục đào tạo, tỉnh có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp phổ thông trung học đạt 99,67%. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp Bạc Liêu có mặt trong top 10 địa phương có điểm trung bình các môn thi cao nhất nước. Năm qua, toàn tỉnh đã vận động và trao vốn phương tiện sản xuất cho hơn 2.400 hộ nghèo trị giá trên 12 tỷ đồng. Vận động quỹ vì người nghèo an sinh xã hội hơn 61 tỷ đồng để triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trạm y tế, trường học và hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Tỉnh cũng đã tổ chức thành công ngày hội văn hóa du lịch và lễ hội dạ cổ Hoài Lang và hội nghị xúc tiến đầu tư, tạo ấn tượng tốt với bạn bè trong nước và quốc tế, được trung ương và các đối tác đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phương hướng nhiệm vụ với nhiều chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10% đến 10,5% một năm, GRDP bình quân đầu người 68 triệu đồng một người một năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.720 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 1 tỷ đô la Mỹ, chủ động dự báo tình huống, quyết tâm chính trị cao nhất để tỉnh hoàn thành tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho. Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho rằng, năm qua dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bạc Liêu đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, được dự báo là sẽ còn gặp những khó khăn phức tạp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tập trung quyết liệt vào các mặt công tác, trong đó bám sát vào 5 lĩnh vực trụ cột kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là phải giải quyết các vấn đề xã hội, ưu tiên cho giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Sắp tới chúng ta ưu tiên dành cho sự phát triển tập trung các vấn đề sau đây, nhất là ưu tiên cho hộ nghèo, an sinh xã hội, người có công, thực hiện nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Cho nên là cái này hết sức là quan trọng, đặc biệt là giảm nghèo, làm sao là giảm nghèo bền vững. Tôi nói rồi đấy, giảm nghèo bây giờ đừng có chạy theo thành tích nữa. Chúng ta nghèo là chúng ta nói ta nghèo, giàu nó giàu chứ làm nghèo ép người ta giàu làm gì, đúng không? Khi nào công tác giảm nghèo bền vững hay không, người dân hộ nghèo đó, người ta cầm cái sổ này, ta trả lại cho chính quyền, lúc đấy công tác giảm nghèo mới bền vững. Người chúng ta nâng cao cái giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động. Một là ta ra ngoài ta lộng lao động được, ta học công nghệ được, ta tăng thu nhập được, gửi về sống với quê hương được. Đấy, rồi họ về 3-4 năm họ về họ khá lên. Và nếu như người nào có trình độ, ta tiếp cận tiếp thu công nghệ thì về họ làm chủ, họ mở xưởng được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cũng đề nghị các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số PCI, BABI, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác tiếp và giải quyết yêu cầu khiếu nại tố cáo của công dân, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,
quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra cho năm 2023.